Có ai ngờ Trương Giang từng bó tay, mắng Nhàn Phúc Vinh. Ngươi xem ta như trò đùa. Vụ lập xùm tình ái của nam em Trường Giang, Nhã Phương, Nhàn Phúc Vinh đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nhạ nhiệt. Trong đó, nhân vật dính líu bất đắc dĩ nhất chính là Nhàn Phúc Vinh, bởi những khoảnh khắc thân thiết của anh và Nhã Phương vô tình lọt vào ống kính làm lộ lên nghi án cả hai đang hẹn hò. Tuy cả hai Nhã Phương và Nhàn Phúc Vinh đều phủ nhận, nhưng nhiều khán giả vẫn nhất mực tin rằng giữa hai người không đơn thuần là bạn bè. Có một sự trùng hợp khá thú vị mà cư dân mạng vừa phát hiện ra là Nhàn Phúc Vinh và Trường Giang từng đụng độ ở chương trình truyền hình Ơn Giời Cậu Đây Rồi vào năm 2016. Nhàn Phúc Vinh là khách mời tham gia chương trình. Ban tổ chức đã sắp xếp cho anh vào ngay gian phòng của Trường Giang. Nhàn Phúc Vinh vào vai sĩ tử lên đường đi thi, vô tình chứng kiến cảnh thay quần áo của thiếu nữ Lâm Vĩ Dạ. Ngay lập tức, Nhàn Phúc Vinh đã dũng cảm đối đầu với bố của cô do Trường Giang thủ vai. Câu chuyện trở nên cao trào hơn khi Nhàn Phúc Vinh bị ép vào đường cùng với thánh chỉ ban hôn với công chúa. Anh chàng ngay lập tức trở mặt với vị hôn thê vừa đính ước là Lâm Vĩ Dạ. Mọi thứ rơi vào bế tắc, cả Nhàn Phúc Vinh, Trường Giang lẫn Lâm Vĩ Dạ đều không biết làm cách nào để xử trí tình huống. Trường Giang đành đi xuống nơi Hoài Linh đang ngồi để tự bấm chuông dừng lại. Đây là một trong số những lần hiếm hoi Trường Giang bế tắc đến mức phải tự mình cứu lấy mình. Trong tiểu phẩm với phần đối đáp cùng Nhàn Phúc Vinh, Trương Giang đã tức giận kêu lên: "Ngươi xem ta như một trò đùa." Câu nói này bị các thánh Facebook bắt thớp và liên tưởng đến tình cảnh hiện tại của cả hai. Rò rỉ loạt ảnh thân mật táo bạo trước lúc chia tay của Trường Giang và Nhã Phương. Bước vào showbiz Việt với hình ảnh một hot girl trong sáng từ phong cách và gu ăn mặc cho tới đời tư, Nhã Phương được xem là gái ngoan của làng giải trí Việt. Thế nhưng, kể từ khi yêu Trường Giang, người đẹp đã dần thay đổi. Có thể thấy, Nhã Phương bạo dạn khi thể hiện tình cảm với bạn trai, kể cả giữa sự kiện hay ở nơi có nhiều bạn bè, người thân. Cả hai ôm hôn thắm thiết và tạo dáng tình cảm trước ống kính máy ảnh. Thậm chí, có khoảnh khắc cô ngồi vào lòng Trường Giang, dành cho anh những nụ hôn hết sức ngọt ngào dù ngay chỗ đông người. Nhã Phương không chỉ thoải mái thể hiện và đón nhận những cử chỉ âu yếm nơi công cộng, mà cô còn sẵn sàng thay đổi cả phong cách ăn mặc để gợi cảm hơn. Đi biển cùng anh chị em trong gia đình, Nhã Phương diện bikini khá nóng bỏng và luôn ôm ấp Trường Giang. Nam Anh, chị gái nam em chính thức lên tiếng khi nam em bị Trường Giang đe dọa. Chiều ngày 20 tháng 4, showbiz Việt rúng động trước phát ngôn của Trường Giang sau lùm xùm tình ái với nam em, Nhã Phương. Danh hài xứ Quảng gây sốc khi nói rằng anh chưa bao giờ yêu nam em, đồng thời khẳng định hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long gặp vấn đề về đầu óc, tâm lý không bình thường nên mới nói và có những hành động không giống người bình thường. Bên cạnh đó, Trường Giang còn đe dọa nam em rằng cô ấy hãy cẩn thận, nếu cô ấy đụng tới Nhã Phương thì cô sẽ không bao giờ sống yên ổn được. Sau chia sẻ này, Trường Giang đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Trước ồn ào này, Nam Anh, chị gái song sinh của nam em tỏ ra khá bất ngờ. Nam Anh cho biết cô vừa đáp máy bay trong chuyến công tác nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Nam Anh cũng cho biết thêm, cô chưa xem qua clip phỏng vấn Trường Giang nên cũng chẳng biết nam danh hài có ẩn ý gì. Tuy nhiên, khi nghe tin Trường Giang đe dọa nam em, Nam Anh cho biết, chuyện này tôi không muốn xen vào nhiều nữa vì đó là vấn đề cá nhân của nam em. Tuy nhiên, nếu như có điều gì xảy ra thì tôi sẽ bảo vệ em gái mình. Gia đình tôi tự giải quyết mọi rắc rối với nhau, không muốn làm mọi thứ phức tạp hơn. Khi chuyện nam em với Trường Giang bùng nổ, Nam Anh thừa nhận không biết gì hết. Cô chỉ mong cuộc sống yên bình rồi làm việc của mình. Cô không muốn bị cuốn vào câu chuyện này nữa. Xin mọi người khép lại câu chuyện để nam em lấy lại bình tĩnh và tiếp tục làm việc. Trước đó, trong một sự kiện, Nam Anh nhận được khá nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm của Trường Giang và nam em, cũng như chuyện hai chị em xích mích từ trước đó. Tuy nhiên, người đẹp xin phép không nhắc tới bởi muốn chuyên tâm vào cuộc thi. Tuy Nam Anh né tránh câu trả lời về mối quan hệ của hai chị em, nhưng có rất nhiều tin đồn cho rằng mối quan hệ của cả hai đã trục trặc từ nhiều tháng nay. Về phía hoa khôi nam em cũng từng tiết lộ mình bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực vì việc kinh doanh thất bại, chuyện tình cảm lẫn gia đình gặp nhiều trắc trở. Nam em bất ngờ treo status lạ sau khi bị Trường Giang tố thần kinh không bình thường. Dòng chia sẻ của nam em nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sau thời gian dài im lặng thì mới đây,
Trường Giang đã lần đầu lên tiếng về scandal ồn ào giữa mình với nam em. Nam danh hài thừa nhận thích nam em nhưng không phải là chuyện yêu đương. Trường Giang cho biết, qua những lần tiếp xúc, nghe những câu chuyện của nam em, cảm thấy thương và yêu thích. Không dừng lại ở đó, trước sự việc nam em phục kích tận nhà để tặng bánh và hoa, Trường Giang khẳng định đầu óc nam em có gì đó không bình thường. Nam danh hài cho rằng mình đang bị lợi dụng để bị lôi kéo vào trò PR của nam em mà thôi. Mặc dù tuyên bố không trách nam em, nhưng Trường Giang vẫn dằn mặt người đẹp. Nếu nam em có làm gì đó tổn hại tới Nhã Phương, thì anh sẽ không để yên. Về phía nam em, sau khi bị Trường Giang tố đầu óc không bình thường, thì cô nàng một mực giữ im lặng. Tuy nhiên, mới đây, nam em lại bất ngờ treo status lạ trên trang cá nhân và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cô nàng chia sẻ trên tài khoản Instagram cá nhân, "Muốn quay về nhà, tôi muốn khóc như một đứa trẻ bình thường." Mặc dù không nhắc gì đến Trường Giang và ồn ào vừa qua, nhưng từ dòng trạng thái của cô nàng, nhiều người cho rằng nam em đang phải chịu áp lực rất lớn từ phía dư luận. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả đã để lại lời động viên tinh thần nam em. Lộ điềm báo Nhã Phương chia tay Trường Giang cách đây một năm. Khép lại scandal tình tay ba, Nhã Phương, Trường Giang, nam em bắt đầu trở lại cuộc sống. Mười khó tất bật với công việc chạy show dù còn mệt mỏi. Hoa Khôi Họ Nguyễn trở lại với công việc và tự nhủ, yếu đuối để ai xem. Trong khi nữ diễn viên tuổi thanh xuân vui vẻ đón nhận giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2017. Sau đêm trao giải, nữ diễn viên tuổi thanh xuân thu hút sự quan tâm khi lần đầu lên tiếng về tin đồn quan hệ tình cảm với Nhan Phúc Vinh cũng như lùm xùm của bạn trai, Trường Giang và nam em. Cụ thể, Nhã Phương né tránh nhắc tới ngôi sao làng hài. Tuyên bố cái gì đã qua cho qua, mỹ nhân họ Trần lặng lẽ ra về cùng Nhan Phúc Vinh khi kết thúc lễ trao giải. Về phía Trường Giang, nam danh hài lại lặng lẽ gượng cười đón sinh nhật sớm bên các fan ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh trái ngược của Phương, Giang ở hai đầu đất nước đã thành chủ đề bàn tán trong nhiều giờ qua. Số đông đều cho rằng tin đồn đường ai nấy đi của cặp tình nhân ngôi sao là có thật. Bên cạnh diễn biến hiện tại, những chia sẻ trong quá khứ của người trong cuộc cũng được đào xới trở lại. Trong số đó, dòng tâm sự của Nhã Phương cách đây gần một năm được chú ý đặc biệt. Đăng tải khoảnh khắc cười rạng rỡ, nữ diễn viên đến từ Tây Nguyên bộc bạch tâm trạng đầy suy tư. Người con gái trong tình yêu khi đã nếm trải đầy đủ những ngọt ngào lẫn đắng cay, cuối cùng rồi cũng sẽ nhận ra giá trị đằng sau của một sự việc là ý nghĩa của nó, chứ không phải bằng tên gọi. Con người ta có thể đi ngang qua cuộc đời của nhau theo nhiều cách. Người để lại yêu thương phía sau sẽ được gọi là kỷ niệm. Người để lại những ký ức buồn và những giọt nước mắt sẽ được gọi là quá khứ. Mà kỷ niệm là để nhớ, còn quá khứ sẽ là thứ mặc định mà chúng ta sẽ phải đưa nó vào lãng quên. Nhã Phương bày tỏ. Dòng trạng thái từ một năm trước của ngôi sao, tình khúc Bạch Dương đã nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều người cho rằng là điềm báo trước cho sóng gió tình ái cô vừa trải qua. Tuy nhiên, số khác lại nhận định những chia sẻ u buồn đó chỉ là vô tình trùng hợp mà thôi. Tháng 3 vừa qua, scandal tình ái của Trường Giang và nam em gây xôn xao làng giải trí Việt. Ồn ào bắt đầu từ lời thú nhận 30 ngày yêu, chỉ có một nốt thăng chưa từng có xuống dáng của Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long với danh hài xứ Quảng. Khẳng định có thể chết vì ngôi sao họ Võ, top 8 Miss Earth cũng tiết lộ trước ngày Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên truyền hình, cả hai vẫn còn hẹn hò. Trải lòng về mối tình bóng đêm với Trường Giang của nam em đã gây bão dư luận. Nam em nói về mối tình với Trường Giang. Bên cạnh hai nhân vật chính, mọi sự quan tâm cũng đổ dồn về phía Nhã Phương, người được chàng hề xứ Quảng cầu hôn vào tháng 1 vừa qua. Nhiều ý kiến nhận định, sau tất cả, mỹ nhân gốc Tây Nguyên mới là người đáng thương trong scandal tình ái lần này của bạn trai. Giữa những ồn ào tình ái với nam em, tin đồn Nhã Phương và danh hài xứ Quảng đường ai nấy bước cũng lan truyền râm ran. Khi nghi vấn này càng bị đẩy lên cao khi cặp đôi tình nhân, ngôi sao cùng xuất hiện tại sự kiện nhưng ai làm việc nấy, thay vì sánh đôi tình cảm như mọi khi. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân ngồi ở bàn tiệc cùng các khách mời, trong khi chàng hề xứ Quảng ngồi bên cánh gà chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Tại đây, mười khó lạc giọng khi hát cho vừa lòng em trước mặt bạn gái họ Trần. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết. Bây giờ tôi chẳng còn chi, khi người ngoảnh mặt mà đi. Lời bài hát rất quen thuộc.
Mỗi người một việc khi tham gia sự kiện, Nhã Phương và Trường Giang đường ai nấy đi ra về mà không hề gặp gỡ, trao đổi khi chương trình kết thúc. Gần đây nhất, Nhã Phương du hí Thái Lan, Trường Giang phải truyền nước biển khi tin tức chia tay là có thật, đang râm ran. Đứng trước lùm xùm, người trong cuộc đã chọn cách im lặng, tập trung vào công việc và từ chối mọi câu hỏi liên quan tới chuyện tình cảm. Nói về tin đồn cạo trọc đầu vì chia tay bạn gái, Trường Giang hài hước. Ở đâu ra câu chuyện drama như vậy? Trong khi Nhã Phương lại nhẹ nhàng né tránh, cái gì đã qua thì cho qua.